Chào mừng các bạn đến với kênh Satguru Lòng Tiếng, nơi khai sáng trí tuệ, nơi tìm về chính mình. Không chỉ rửa sạch bụi bẩn trên da bạn, mà còn có một sự thanh lọc nhất định đang diễn ra ở mức độ sâu sắc hơn. Tại điểm giao nhau giữa hai tai bạn, ngay đỉnh đầu, bạn hãy dội ít nước lạnh ở chỗ này. Một khi cấu trúc tế bào của bạn được sạc năng lượng, nó sẽ duy trì sự tươi trẻ cho bạn suốt một thời gian dài. Bạn đã tắm đúng cách chưa? Trong hầu hết các ngôn ngữ ở Ấn Độ, theo cách sử dụng thông thường, từ Hatha có nghĩa là kiên quyết. Đây là một phẩm chất mà bạn sẽ cần tới. Cơ thể của bạn nói, đủ rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Nhưng bạn vẫn kiên quyết. Đây chính là Hatha Yoga. Tâm trí của bạn nói, tôi bỏ cuộc đây, tôi không thể nào tập thêm được nữa. Nhưng bạn vẫn kiên trì, bạn vẫn cứ tập luyện. Vậy Hatha Yoga chính là để tạo nên một cơ thể mà nó không phải là rào cản cho cuộc sống con người. Nó sẽ trở thành một bước đệm chứ không phải là rào cản hay rào chắn trong quá trình con người phấn đấu vươn lên đến khả năng cao nhất của chính mình. Về lời khuyên, tôi vốn không hay đưa ra những lời khuyên. Tôi bị mang tiếng xấu về điều này, nhưng có vài lời khuyên nhỏ như sau. 1. Mô phỏng việc ngụp lặn dưới sông. Trong nền văn hóa yoga, việc tắm bằng vòi sen trước đây không hề có chuyện tắm bằng vòi sen. Tắm rửa luôn đồng nghĩa với việc lặn hụp dưới dòng sông. Người ta luôn tìm đến sông, lặn xuống, rồi ngoi lên như vậy. Nếu bạn làm điều này, cơ bắp của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh. Vậy cách tương tự để làm việc này là, thường trong nhà chúng tôi có một cái xô mà chúng tôi dùng để dội nước to khoảng chừng này. Nó chứa ít nhất 4 lít nước. Nếu bạn làm thế này, toàn bộ cơ thể, đúng vậy, sẽ luôn... Ý tôi là, tôi sẽ không bắt bẻ điều này với chị em phụ nữ, các kiểu tóc của chị em và mọi thứ. Nhưng mỗi khi nhắc đến việc tắm, nghĩa là dội xô nước đầu tiên lên đầu bạn luôn là vậy. Dội nước lạnh lên thân thể bạn sẽ làm di chuyển một lượng nhiệt đi vào trong não của bạn một cách rất đột ngột. Bạn không nên để điều này xảy ra. Vậy đây là lý do những người không muốn để tóc ướt, thì ít nhất cũng nên lấy một ít nước lạnh và đổ lên. Bạn biết đó, có một điểm ở đây. Thẳng hàng với hai tay bạn, tại điểm này bạn đổ một ít nước lạnh, ngay lập tức bạn sẽ thấy một sự mát lạnh nhất định xảy ra ở vùng đầu. Sau đó bạn có thể tắm rửa chỉ với phần thân. Nhưng nếu không thì bạn luôn dội xô nước đầu tiên lên trên đầu bạn, không phải lên người bạn. Vậy điều bạn cần làm là bạn đổ đầy xô nước và như thế này. Đó là cách tốt nhất để tắm vào buổi sáng. Cơ thể nên được nhúng chìm trong nước, rằng bạn đang cố bắt chước việc ngụp lặn dưới sông, được chứ? Đồng thời cả cơ thể nên... Ít nhất là phần da nên được làm ướt hoàn toàn cùng một lúc. Không phải chỗ này một chút, chỗ kia một chút, bạn biết đấy. Nếu bạn dội nước toàn bộ cơ thể bạn nên nghĩ rằng bạn đang cho nó được chìm vào trong nước. Nên nếu bạn dội nước như thế này, sẽ có một sự mát lạnh nhất định trong hệ thống và các cơ bắp sẽ trở nên rất dẻo dai. Tắm bằng vòi sen có thể mang lại điều này cho bạn. Nếu nước vòi sen đủ mạnh, hoặc ít nhất, nếu lượng nước đủ lớn, việc tắm vòi sen có thể dễ dàng đạt được điều đó. 2. Tắm bằng nước lạnh. Tốt nhất, chúng ta hãy luôn dùng nước lạnh hơn một chút so với nhiệt độ phòng. Chỉ cần một lượng nước nhất định dội lên cơ thể bạn, hoặc là bạn nhúng mình trong nước mát hơn nhiệt độ của phòng.
Bởi vì nếu bạn làm điều này thì trên bề mặt sẽ có một hiện tượng diễn ra là các tế bào biểu mô sẽ co lại. Khi chúng co lại, chúng sẽ làm giãn nở hết các lỗ chân lông. Những lỗ chân lông giữa các tế bào sẽ giãn nở ra. Bản thân các tế bào cũng có các lỗ nhỏ. Chúng ta không muốn chúng cũng giãn nở. Chúng sẽ giãn nở ra nếu bạn dội nước ấm vào chúng. Nếu bạn nhúng cơ thể bạn trong bồn nước nóng, các tế bào sẽ giãn nở ra và hút nước vào. Đó không phải lúc nào cũng là điều tốt nên làm. Bạn ngâm cơ thể trong nước lạnh, các tế bào sẽ co lại. Các khoảng hở giữa chúng sẽ mở ra, và đây là điều quan trọng đối với việc tập yoga. Bởi vì chúng muốn cấu trúc tế bào của cơ thể được nạp bởi một chiều năng lượng khác. Nếu các tế bào co lại và tạo ra khoảng hở, rồi bạn bắt đầu tập bài yoga của mình, thì cấu trúc tế bào trong cơ thể sẽ được nạp năng lượng. Vì sao một người có vẻ sống động, yêu đời hơn rất nhiều so với những người khác? Cơ bản là bởi điều này. Và một khi cấu trúc tế bào của bạn được sạc năng lượng, nó sẽ duy trì sự tươi trẻ suốt một thời gian dài. Trong khi người ta cứ thắc mắc vì sao ông già khốn kiếp này vẫn chưa chết, nhưng bạn vẫn đang cảm thấy như mình vẫn còn ở tuổi 25. Hatha Yoga cũng là một cách để làm cả thế giới bực tức vì ghen tị. Vậy nước tắm nên mát hơn nhiệt độ của phòng? Ở Ấn Độ, hay ít nhất là ở miền Nam nước Ấn, điều này chẳng khó khăn gì. Nước tắm luôn ở nhiệt độ đó, một nơi lý tưởng. Nhưng nếu bạn sống ở một quốc gia lạnh hơn, nếu bạn ở trong vùng khí hậu ôn đới, thì nước có thể quá lạnh, điều đó không tốt. Nước cần phải khoảng trong phạm vi 5-8 độ C, thấp hơn nhiệt độ phòng, không được xuống dưới mức đó. 3. Chị chứng nghẹt mũi mãn tính, hãy cho thêm dầu khuynh diệp. Thế nên nếu bạn là người dễ bị cảm lạnh, thì trước tiên trong vài tuần đầu, bạn hãy đổ một muỗng dầu khuynh diệp vào trong nước lạnh, rồi dội nước này lên người bạn. Bạn sẽ thấy bệnh cảm lạnh của mình được chữa khỏi, không phải là bởi dầu khuynh diệp mà chỉ bởi nước lạnh. Nếu bạn đang bị nhiễm trùng hay bệnh gì khác làm sinh ra nhiều chất nhầy dư thừa trong người, thì nó cần được chữa trị theo cách khác. Nhưng như tôi đã nói, nước tắm chỉ nên dao động khoảng từ 5-8 độ C dưới nhiệt độ phòng, chứ không phải là nước quá lạnh, không được. 4. Tắm ít nhất 2 lần một ngày. Nếu có bất kỳ dạng tiếp xúc nào, nếu bạn có bất kỳ hoạt động giao lưu, gặp gỡ với bất kỳ ai, nếu bạn ở trong đám đông quá lâu, khi bạn về nhà, việc đầu tiên là nên đi tắm. Bạn phải làm điều này. Nếu cần phải tắm 3, 4 hoặc 5 lần một ngày thì cũng chẳng sao cả. Đối với người tu hành, việc tắm nhiều lần trong ngày là điều tốt. Bạn không nên tắm quá nhiều, nhưng có những dạo tôi đã từng đi tắm ít nhất 5-7 lần một ngày. Bây giờ giảm xuống có lẽ 2 lần là chắc chắn, thỉnh thoảng 3 lần. Ít nhất bạn phải tắm 2 lần, nhiều hơn thì càng tốt. Nếu có bất kỳ dạng tiếp xúc về thể chất với người nào đó trong khoảng nhiều hơn, chẳng hạn là 6 phút, thậm chí nếu bạn có nắm tay ai đó, thì trước khi tập yoga, tốt nhất là bạn nên đi tắm. Đây không phải là để làm sạch. Không phải chúng ta đang cố làm cho cơ thể sạch sẽ. Đó không phải là mục đích chính. Không phải là do người khác không sạch sẽ nên bạn đang cố làm thanh khiết cơ thể của mình. Yoga là một phương pháp để tổ chức những năng lượng trong bạn thành một nguồn năng lượng riêng biệt. Vì vậy, nếu xảy ra quá nhiều bất kỳ loại giao dịch nào, nếu tôi đến tham gia một chương trình, thậm chí tôi không hề chạm vào cơ thể của bất kỳ ai, nếu tôi ngồi từ 2-3 tiếng xuyên suốt chương trình, việc đầu tiên sau đó sẽ là đi tắm.
Bởi vì chỉ sự tương tác thôi cũng tạo nên một lượng nhất định của sự toàn vẹn về mặt năng lượng của bạn sẽ phần nào trở nên lỏng lẻo đi. Vậy nên bất kỳ lúc nào, việc đầu tiên khi bạn về đến nhà là đi tắm. Việc tắm không có nghĩa phải dùng xà phòng dầu gội này nọ. Chỉ cần một số nước đầy dội ào xuống, chỉ cần dội nước, nó sẽ thanh lọc. Làm thế nào nước có thể thanh lọc mà không cần đến tẩy rửa hay kỳ cọ? Không phải vậy. Bạn có biết trong các lò phản ứng hạt nhân, họ đang sử dụng một số kim loại nhất định, cụ thể những kim loại như titanium và thậm chí platinum và vài loại kim loại khác. Nếu họ muốn làm sạch những kim loại này, họ muốn những kim loại này ở dạng tinh khiết nhất. Trong quá trình thông thường ở phòng thí nghiệm, họ chỉ có thể tinh chế nó tới một mức độ nhất định. Họ không thể làm tinh khiết quá mức đó. Nên cách họ làm là họ làm một cái thanh bằng kim loại này rồi tạo một cái vòng khác cùng chất liệu. Chỉ cần di chuyển cái vòng lên xuống không tiếp xúc với thanh kim loại. Chỉ cần làm thế, bạn sẽ thấy những phần kim loại này sẽ trở nên tinh khiết. Vậy thì 72% cơ thể bạn là nước. Bạn chỉ cần dội nước lên cơ thể thì sẽ có một sự thanh lọc nhất định. Không phải là để tẩy rửa bụi bẩn trên da bạn, chúng vẫn luôn ở đó, nó là chuyện khác. Nhưng có một sự thanh lọc nhất định ở mức độ sâu sắc hơn đang diễn ra. Chỉ bằng việc để nước chảy khắp cơ thể bạn, bạn có thấy, giả sử bạn đang rất căng thẳng vào một ngày nào đó, thì khi bạn tới đứng dưới vòi sen, bạn sẽ không muốn bước ra, bạn chỉ muốn ở lại đó một lúc. 3 đến 5 phút đứng dưới vòi sen đó không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống của bạn. Nhưng khi bạn bước ra thì chúng dường như đã biến mất. Bạn giống như vừa mới được sinh ra. Bạn có nhận thấy điều này không? Bạn cảm thấy tất cả đều biến mất bởi vì điều đang diễn ra chính là hơn 2/3 cơ thể bạn là nước. Chỉ cần nước chảy qua cơ thể này, nó sẽ làm thay đổi một số thứ nhất định. Tóm lại, bạn hãy thực hiện việc tắm đúng cách như sau. 1. Mô phỏng việc ngụp lặn dưới sông. 2. Tắm bằng nước lạnh. 3. Để trị chứng nghẹt mũi mãn tính, hãy cho thêm dầu khuynh diệp. Và 4. Tắm ít nhất 2 lần một ngày.